Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị kim cương đen. Phôi này mới khai thác về nhà mình nha. Cây đang nuôi bung lộc sống khỏe nha mình. Cây cực kỳ sung luôn nha. Đang xé này. Rất là sung luôn. Cây này có mã số là 180 nha. Có cái hồn cổ này em đo là 28. Cây cao tính từ cái mặt bầu này. Và lên tới đỉnh đây nha. Đỉnh đây luôn. Tầm tầm 43 nha mình nha. Cái form chiều bay nha, rộng nhất tính từ điểm này qua bên đây tầm 70, đang nằm cái thùng xốp nuôi nha, thùng xốp nuôi này 40. Rồi cây này em giao lưu nhanh nha, là 1,4 triệu em bao ship nha, giao lưu nhanh nhà mình luôn. Hôm nay cây này thì em hạ giá luôn nha, cho bay nhanh luôn. Trước là em giao lưu 1,6 triệu, giờ hôm nay thì em giao lưu nhanh luôn, là 1,4 triệu nha, bay nhanh luôn. Cây này rất là duyên cây nha. Ở đây nó đóng cái cục cục bú nè. Đang sống khỏe rồi, đang xé này. Quá sung luôn nhà mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Cẩm thị kim cương đen nha mình. Rồi mã số 180 nha. Em giao lưu nhanh luôn là 1,4 triệu em bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.